sơ đồ này của cô tôi đã vẽ rồi. Thì trong khâu mua hàng nội địa thì chúng ta sẽ phải trả thuế giá trị tăng đầu vào ở đây, còn khâu bán hàng ở nội địa thì chúng ta phải trả thuế đầu ra ở đây nhá. Đấy. Thế còn nghiệp vụ thứ tư của bài này thì chính là cái nghiệp vụ trên đầu này luôn, đúng không? Chính là nghiệp vụ bán hàng ở đây đó. Và như thế thì tôi đã hướng dẫn chúng ta một cách cơ bản về các nghiệp vụ hay gặp ở một công ty dịch vụ, được chưa ạ? Đó là chúng ta sẽ có đầu ra đầu vào, doanh thu chi phí như thế này đấy. Thế thì nếu mà chỉ như thế này không thôi thì nó cũng giống như cái việc các bạn học trên giấy, đúng không ạ? Đó là các bạn ghi định khoản kế toán xong thì bây giờ các bạn cũng không biết bây giờ thực hư nó là như thế nào. Thì từ cái khóa này thì tôi xin phép là tôi tặng cho các bạn một cái phần mềm. Phần mềm này là phần mềm kế toán bằng Excel, được không ạ? Để cho các bạn nào mà các bạn nếu như gặp phải tình huống là các bạn cần định khoản cho các công ty dịch vụ thì các bạn có thể sử dụng phần mềm này để các bạn định khoản và các bạn lập được báo cáo tài chính trên cái file Excel. Cái file này tôi cũng mới nhờ được một cái bạn 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 IT. Thực ra gọi là IT cũng chả đúng đâu, bạn ấy cũng học kế toán đấy nhưng mà bạn ấy lại thích cái mảng đấy. Thì bạn ấy viết một cái file cũng đơn giản thôi. Đấy. Tôi cũng tìm được một số file đấy, thế nhưng mà file này của bạn này thì tôi cũng sẽ xin phép tôi share lại cho chúng ta và tôi hình dung tôi gửi cho các bạn để các bạn hình dung được cái cách làm nhá. Đấy. Vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ các bạn hình dung này là khi các bạn hiểu được các cái giao dịch xảy ra và nó có cái xem lại. Đây. Khi các bạn hình dung là chúng ta trong thực tế là các bạn đã hiểu được cách định khoản trên giấy này như thế này rồi thì nhiệm vụ là vậy thì làm thế nào để lập được báo cáo tài chính một cách tự động như thế kia, đúng không? Chúng ta không thể là trong thực tế ví dụ đây là 5 giao dịch chứ thực tế là có 50, 500 giao dịch, không để chúng ta ngồi chúng ta viết 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 thế này sau đó thì các bạn cộng cộng trừ trừ trên giấy được, chúng ta không thể làm như thế được, đúng không? Chúng ta sẽ cần phải có file Excel và ít nhất thì cái file Excel đó thì nó phải đáp ứng được cái việc là lập được cho chúng ta báo cáo đấy. Thế thì cái file này các bạn sẽ nhìn thấy là cái cấu trúc của nó tương đối đơn giản thôi. Đây các bạn hình dung này. Đấy. Thì cái file này các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Các bước của chúng ta sẽ phải làm là chúng ta sẽ phải làm những cái gì này. Thì khi mà các bạn hiểu được cái logic về cái luồng thông tin cần nhập trên file Excel ấy, thì hôm sau các bạn học đến nhập thông tin trên Lisa các bạn sẽ thấy nó rất đơn giản. Đúng không? Nó rất đơn giản. Tại vì sao? Bởi vì là cái quan trọng ở đây là chúng ta phân tích được nghiệp vụ để nó phản ánh trên các công cụ là ứng dụng thêm phần mềm vào chúng ta làm thế nào. Đấy. Thì khi các bạn hiểu được cách nó chạy chạy cái thông tin trên Excel ấy thì chúng ta nhìn lên trên phần mềm các bạn sẽ hiểu các bạn xài đâu ngay. Và file này thì tôi cung cấp cho chúng ta là bởi vì thực tế là trên file này của bạn bạn ấy thì các cái công thức trên này bạn ấy vẫn để nguyên công thức và bạn ấy không khóa. Hiểu không? Thế nên bên cạnh cái việc là các bạn được học về cái cách để làm kế toán mà dựa vào file Excel thì các bạn còn hiểu được cái logic để các bạn thiết lập cái công thức trên Excel nó như thế nào. Ví dụ trên này có rất là nhiều các cái hàm là hàm VLOOKUP, hàm SUMIF, đúng không ạ? Rồi hàm IF các thứ đấy. Thì trên này các bạn sẽ biết được cái cách cái luồng luân chuyển dữ liệu cũng như là thiết lập công thức trên này. Tôi tin là mặc dù file này nó đơn giản nhưng cái giá trị của nó để cho các bạn tư duy ấy, thì các bạn nhìn từ file Excel này các bạn sẽ tư duy một cách tổng quát và nó đi tận gốc vấn đề hơn rất nhiều so với việc mà các bạn dùng phần mềm nhá. Thế nên là khóa này thì tôi bắt đầu tôi đưa file Excel này vào đây để tôi dạy. Tôi dạy thì không phải là tôi dạy công thức trong Excel này là tôi dạy như thế nào, mà tôi dạy là với một cái thông tin kế toán như thế này thì trên file Excel chúng ta phải làm những cái gì nhá. Như vậy thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta trong cái bài ngày hôm nay đó là các bạn cần phải hiểu được cái cách để nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu. Cách nhập dữ liệu trên các cái kế toán máy, tôi gọi chung là kế toán máy. Tại sao lại gọi kế toán máy chứ gọi là phần mềm kế toán, đúng không? Tại vì là kế toán máy thì các bạn hình dung là nó sẽ có thể là phần mềm kế toán, đúng không? Hoặc cũng có thể nó là cái khác. Ở đây thì như vậy tôi sẽ hướng dẫn chúng ta, đúng không? Thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta bằng cách là mời cả lớp xem cho tôi cái logic để các bạn nhìn cái cách thiết lập dữ liệu trên phần mềm kế toán này, page 25. Được chưa? Page 25 này, đây. Đấy. Câu chuyện đặt ra này. À. Câu chuyện đặt ra đó là trong thực tế các bạn sẽ thấy là với một chu trình kế toán được bắt đầu từ khâu chứng từ. Một là chứng từ. Sau đó đến xử lý ghi sổ kế toán. Thì tất cả những thông tin trên này của chúng ta đã được hạch toán lên các tài khoản liên quan rồi. Đúng không?
Và sau đó thì căn cứ theo các tài khoản liên quan này chúng ta sẽ phản ánh lên báo cáo tài chính. Vậy thì tư duy lúc này đặt ra cho những người thiết lập công tác kế toán này là vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng chính những cái dữ liệu đã được ghi nhận ở đây, ở phần ghi sổ kế toán này này, chính là các định khoản đây này. Tại sao chúng ta không mã hóa nó, có những cái tài khoản ở đây rồi, số liệu ở đây rồi. Thì tại sao chúng ta không dùng chính những dữ liệu này để chúng ta làm ra các báo cáo tài chính căn cứ theo nó? Bởi vì sao? Bởi vì bạn quay về bản chất này. Thì bản chất của báo cáo tài chính đó là việc mà phản ánh thông tin về tình hình tài chính, đúng không? Thì từng giao dịch ở đây luôn luôn tác động đến tình hình tài chính rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta, tôi đang phản ánh hai báo cáo cơ bản. Đó là bảng cân đối kế toán, balance sheet đúng không ạ? Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản bằng với tình hình nguồn. Và thứ hai đó là báo cáo kết quả kinh doanh, PL đúng không ạ? Profit and loss. Thì nó phản ánh là lãi thì bằng doanh thu trừ đi chi phí. Như này. Vậy thì tất cả những cái gì chúng ta đã hạch toán lên đây có thể nó đều đã được ghi nhận trực tiếp lên các yếu tố ở đây rồi. Đấy. Và đấy là lý do nếu như bạn nào mà làm bằng phần mềm thì bạn sẽ không nhìn được điều này. Nhưng bạn nào nhìn vào file Excel của tôi thì sẽ thấy là bất kỳ một định khoản nào khi tôi ghi sổ lên file ấy, mà tôi đưa vào 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 cái sheet là giấy sheet để thực hiện nhập liệu ấy, thì nó sẽ tác động trực tiếp và ghi nhận được ngay lên các báo cáo tài chính ở đây. Dạ. Và như vậy thì cơ sở để thiết lập này, đó là căn cứ theo các dữ liệu kế toán đã được hạch toán ở đây. Đó chính là khâu thứ hai của quy trình, đúng không ạ? Thì căn cứ vào các cái dữ liệu này thì người ta sẽ đưa lên hai báo cáo. Trong đó bảng cân đối kế toán các bạn nhìn này, nó là phản ánh tình hình tài chính về số dư đúng không? Số dư tại một thời điểm đúng không? Vậy thì cái cơ sở để lập lên các cái này đó chính là các số dư tài khoản. Và trong tất cả các phần mềm kế toán thì số dư tài khoản này sẽ được phản ánh trên một cái báo cáo mà nó tổng hợp tất cả số dư của các tài khoản lên. Và báo cáo này được gọi đó chính là bảng cân đối số phát sinh. Như vậy thì cái này nó trong là nó gọi là TB này, trial balance này, là bảng cân đối số phát sinh này. Đấy. Thì đều căn cứ theo dữ liệu của bảng cân đối số phát sinh để phần mềm kế toán sẽ nhập số dư đưa lên trên báo cáo tài chính. Còn lại đối với các phần phát sinh của doanh thu chi phí thì thông thường các phần mềm người ta sẽ nhập, các bạn nhìn thấy này, doanh thu chi phí phát sinh từ các nghiệp vụ đầu năm đúng không, đầu 6 ví dụ trên trong bài này đấy, thì căn cứ theo số phát sinh ở đây người ta sẽ có thể tính toán ra được các giá trị về doanh thu chi phí, đúng chưa ạ? Và cái dữ liệu để làm cơ sở lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì không phải là số dư của TB, không phải là số dư của bảng cân đối phát sinh, mà nó sẽ căn cứ vào số phát sinh, đúng không ạ? Số phát sinh đấy. Và ví dụ như các phần mềm kế toán thì người ta sẽ sử dụng là cái kết chuyển của tài khoản 911 nhé. Hôm nay thì chắc là sẽ không kịp để chúng ta học trên MISA đâu, thì đầu buổi sau tôi sẽ hướng dẫn trên MISA, nhưng hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta nhập liệu trên cái sheet Excel. Và thực ra nếu mà hôm nay ai mà hiểu cách rất cơ bản và bài bản trên Excel ấy, thì đến buổi sau các bạn nhập lên MISA các bạn thấy là à, nó rất đơn giản, bản chất của nó chỉ là việc mà chúng ta công cụ hóa nó lên phần mềm thôi, chính những cái thao tác của ngày hôm nay đấy. Vậy thì hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là thử xem đây, nhập liệu cái này lên Excel và từ cái nhập liệu này thì lập báo cáo trên Excel như thế nào nhá. Vậy thì mời cả lớp các bạn xem cho tôi cái file ở này. File này thì tôi sẽ gửi cho chúng ta và các bạn có thể xem trên máy. Đây là tặng cả lớp cái phần mềm kế toán Excel này. Đấy. Có thể là nó chưa hoàn chỉnh đâu, thì đến ai mà thấy rằng là cần cập nhật thêm cái gì thì các bạn cứ đóng góp với tôi sẽ phản hồi lại cho bạn IT, đúng không ạ? Thì thực ra là chúng tôi cũng rất là welcome những ý kiến đóng góp đấy để cho chúng ta cũng xây dựng dần lên cái phần mềm nó hoàn chỉnh hơn. Ra thì tôi test thử rồi, nếu mà ai mà nhập liệu đơn thuần thôi thì cái phần mềm này nó lập được nhé. Mời cả lớp xem cho tôi cái dữ liệu như sau. Đây. Vậy thì câu chuyện đặt ra ở đây các bạn nhìn này. Nhiệm vụ của chúng ta đó là cần phải tổng hợp lên báo cáo đúng không? Đó là ở cái cột F ở trong cái sheet Excel này. Tổng hợp báo cáo này. Đó là BS là bảng cân đối kế toán, PL là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, vân 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 vân. Đấy. TB là bảng cân đối số phát sinh, được chưa? Vậy thì nguồn dữ liệu để tổng hợp lên nó thì các bạn nhìn thấy quay về về trang 25 ở trong sách này, hoặc là nhìn ở trong cái sheet Excel này cũng được. Các bạn sẽ thấy là như vậy thì để chúng ta ra được báo cáo, các bạn sẽ cần phải nhập dữ liệu lên một cái sheet được gọi là GL, đúng không ạ? General Ledger đấy. Thì đây chính là cái sheet để chúng ta nhập dữ liệu lên. Và cái việc mà nhập dữ liệu trên cái GL này thì nó không khác gì với cái việc mà các bạn đang ghi sổ thủ công cả. Các bạn nhìn thấy các trường dữ liệu trên này của cái sheet có giống hệt với lại cái trường mà tôi đang hướng dẫn chúng ta trên bảng không ạ?
các bạn cũng điền ngày đúng không? Trong sách chúng ta có ngày rồi. Các bạn điền phiếu chứng từ thì số chứng từ các bạn cứ đánh lần lượt lên giúp tôi. Đúng không ạ? Đấy. Sau đó các bạn điền định khoản nợ vào tài khoản gì, có vào tài khoản gì, đúng không? Điền số tiền và các bạn điền diễn giải ở đây. Đấy. Thì câu chuyện là đây là như thế trong tình huống này. Thì nếu như chúng ta chỉ cần định khoản được thuần túy trên cái nhật ký chung này, trên cái GL này, là chúng ta đã lập được ra báo cáo rồi. Đúng không? Và cái công thức để lập ra báo cáo các bạn nhìn này. Ví dụ như bản thân đồ số phát sinh các bạn nhìn thấy không ạ? Thì người ta sử dụng hàm sum if, đó là hàm tổng các cái tài khoản có điều kiện ở trên TB. Đó. Thì thực ra là cái công thức trên này tôi không hướng dẫn chúng ta đâu. Thế nhưng mà các bạn về các bạn xem nhé. Nhưng mà ở đây thì tôi hướng dẫn chúng ta cái trình tự để các bạn nhập này. À, như vậy câu chuyện đặt ra là chúng ta cần phải nhập được dữ liệu lên GL làm sao chuẩn chỉnh nhất để khi mà GL này nó tổng hợp lên các báo cáo, được chưa? Thì nó có khả năng tự động lập báo cáo cho chúng ta. Đó. Như vậy thì câu chuyện đặt ra là chúng ta cần làm được điều đấy. Thì chúng ta lưu ý cho tôi như sau. Các bạn thấy là nếu như bây giờ mục tiêu chúng ta làm được ra các báo cáo này dựa theo những dữ liệu mà các bạn đã định khoản đây thì các bạn sẽ phải làm cho phần mềm nó hiểu được đúng không? Giống như là các bạn đi học ấy, thì cô giáo đúng không ạ dạy cho các bạn rằng là à số dư tài khoản 111 sẽ được đưa vào chỉ tiêu là tiền và khoản tương đương tiền thì phần mềm nó cũng như vậy. Phần mềm các bạn phải định nghĩa được cho nó là à như vậy thì 111 là cái gì đúng không, 112 là cái gì. Và như thế thì người ta sẽ phải xây dựng được cái bước đầu tiên trên tất cả các phần mềm trước khi các bạn bắt tay vào việc các bạn nhập những cái này. Được chưa? Đó chính là người ta phải định nghĩa được ra cho phần mềm hiểu được các bạn muốn làm cái gì. Đấy, và như vậy thì khâu đầu tiên khi mà các bạn thực hiện ghi sổ cái này, đúng không? Đó là các bạn cần phải lập được ra các định nghĩa. Đó. Vậy thì đầu tiên các bạn phải bước cho tôi này. Đây tôi sẽ xóa tạm cái này đi để cho các bạn dùng này. Để chúng ta hạch toán được tất cả những nhiệm vụ này trên GL thì cái khâu đầu tiên của quá trình mà các bạn như nhập liệu trên phần mềm này, bước số 1 các bạn giúp tôi ạ, đó là các bạn phải khai báo cho tôi danh mục. Khai báo danh mục ạ. Đấy. Cái này thì có thể là với phần mềm khác nhau người ta sẽ dùng từ khác nhau. Buổi sau chúng ta quy xa các bạn sẽ nhìn thấy là người ta sử dụng từ là danh mục. Nhưng trong cái Pháp chẳng hạn thì người ta lại sử dụng là khai báo từ điển. Từ điển, đúng không? Nhưng bản chất là giống nhau, đó là các bạn phải khai báo được để sao cho phần mềm nó hiểu cái mà các bạn đã định nói ở đây này là các bạn nói ngôn ngữ gì đúng không, đấy để đồng hóa nó cho nó hiểu là các bạn đang nói cái gì mà đấy. Vậy thì những cái danh mục này các bạn cần khai báo là khai báo cái gì thì mời cả lớp xem cho tôi ở trong cái file Excel đây. Thì ở một góc độ rất cơ bản đó là các bạn sẽ khai báo cho tôi danh mục tài khoản và danh mục các danh sách khác nữa đấy. Vậy thì danh mục tài khoản này chính là danh mục tài khoản mà các bạn sẽ sử dụng để hạch toán. Hiện nay thì hệ thống phần mềm này đang thiết lập là tài khoản mặc định theo thông tư 200. Đúng chưa? Là những tài khoản đạt đến là cấp 3 và cấp 4 thôi. Đấy, theo thông tư 200 là những tài khoản cơ bản thôi. Nhưng nếu như mà các bạn muốn chi tiết hơn thì hoàn toàn các bạn có thể sửa vào đây. Nhá. Như vậy thì danh mục tài khoản này nó đã giúp cho cái phần mềm nó hiểu được là như vậy. Cái số hiệu của tài khoản đấy có tên là gì đúng không, đấy là lý do vì sao mà khi mà các bạn gõ cái định khoản là số hiệu là 111 ấy, ở trên cái sheet GL này, trên này không có, ví dụ 112 đi, thì phần mềm nó lại hiểu được là à đây là tài khoản tiền Việt Nam tại ngân hàng đúng không. Đấy thì đây chính là định nghĩa để cho phần mềm nó hiểu. Thứ hai là có những danh sách mà các bạn cần phải biết để cho phần mềm nó định nghĩa này, thì bản chất của cái danh sách này nó là gì thì nó cũng rất là dễ thôi. Danh sách này thì nó là cái gì thì nó cũng rất là dễ. Thì ở cái danh sách này ở đây các bạn có thể hiểu được chưa? Nó chính là các cái danh mục chi tiết của những tài khoản cởi mở chi tiết. Như vậy thì cái danh mục ở đây cái đầu tiên đó là COA này, là tài khoản kế toán. Và thứ hai đó là danh mục chi tiết của các tài khoản. Được chưa? Nó giống chúng ta học bằng giấy ấy. Thì cái tài khoản trên giấy các bạn định khoản các bạn phải mở sổ chi tiết cho cái gì? Thì trên phần mềm kế toán các bạn cũng phải mở chi tiết cho nó. Ví dụ với việc mà chúng ta hạch toán lên nợ của tài khoản 131 đúng không? Là tài khoản phải thu khách hàng. Thì chúng ta phải biết rằng là à chúng ta đang phải thu là phải thu ai, đối tượng nào. Đó. Và như vậy thì để trả lời cho câu hỏi là phải thu của đối tượng nào thì chúng ta phải định nghĩa cho phần mềm ra được một cái danh mục, đó là danh mục hãy thu cho tôi những khách hàng trong danh mục này. Đấy. Ví dụ khách hàng 001, khách hàng 02 vân vân. Được chưa? Tương tự như vậy với tài khoản phải trả 331 này.
thì các bạn cũng phải định nghĩa được cho phần mềm là tôi phải trả cho ai. Chứ nếu mà các bạn chỉ dừng ở việc định nghĩa là 331 là tài khoản nợ phải trả thôi, đúng không? Thì tất cả các khoản nợ phải trả đó thì phần mềm đều theo dõi chung trên một đối tượng. Và nó cũng chả biết là bây giờ tôi phải trả cho ai nữa, đúng không? Thế nên là để chi tiết được ra cái gì thì bạn phải mở danh mục cho cái đấy. Đó. Thì ở đây tài khoản 331 là phải trả người bán. Thì để chi tiết cho nó các bạn sẽ mở danh sách ra là chúng ta phải trả cho những mã nhà cung cấp nào. Được chưa? Tương tự như vậy các bạn sẽ thấy là có tài khoản kho. Thì chúng ta nhập kho vật tư gì các bạn phải định nghĩa được ra là các danh mục vật tư đấy là gì, ví dụ hàng hóa gì, nguyên vật liệu gì, vân vân. Được chưa? Đấy. Thế thì như vậy là tôi xong được cái bước là khai báo cái danh mục trên này. Thì khi khai báo danh mục này xong rồi là các bạn gần như xong rồi đấy. Thì sau đó các bạn kết hợp với việc định khoản ở trên GL, các bạn nhìn cách tôi định khoản này. Thì bên cạnh cái việc mà tôi định khoản theo đúng cái trình tự mà tôi như kể có ghi giấy ở đây này. Ví dụ nhiệm vụ 1 là góp vốn, tôi ghi nợ vào tài khoản 1121 các bạn chọn ở đây. Ghi có vào tài khoản 4111 các bạn chọn ở đây. Được chưa? Thì sau đó các bạn chỉ cần ghi cái diễn giải ở đây thôi. Thì phần mềm sẽ tự động xác định được cho các bạn là à, giao dịch này tác động lên các đối tượng là tiền gửi ngân hàng và vốn chủ sở hữu. Được chưa? Tuy nhiên có hai vấn đề xảy ra tiếp theo các bạn phải lưu ý này. Đó là khi xảy ra một giao dịch mà cần hạch toán chi tiết. Ví dụ đây. Ví dụ giao dịch số 3 của chúng ta đi. Xuất hiện tài khoản 331 cần hạch toán chi tiết là phải trả cho ai, đúng không? Thì khi đó bên cạnh cái việc các bạn nhập bút toán tổng hợp trên sổ cái 1 à 331 thì các bạn phải điền cho tôi cái mã chi tiết là nhà cung cấp số 1 vào đây. Được chưa? Tại vì phải biết được là à như vậy thì tôi đang trả cho nhà cung cấp nào. Đấy, ví dụ nhà cung cấp 1 này của tôi thì trên danh mục đó chính là gì nhỉ? Đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Khoa, đúng không? Thì tôi khai báo ở trên danh mục này là tôi đã phải trả cho công ty Anh Khoa. Tóm lại là trên danh mục nhà cung cấp này thì cứ công ty giao dịch với bên bán là ai, đây AP kìa, phải trả cho ai thì các bạn điền hết thông tin vào đây cho tôi. Đấy. Được chưa? Thì khi đó nếu như trên GL phát sinh một giao dịch mà các bạn ghi có tài khoản 331, ghi nợ tài khoản 331 thì các bạn phải định được cho tôi là như vậy thì chúng ta đang xác định là tôi trả cho ai. Đấy. Và tương tự như vậy thì với tài khoản 131 cũng như thế. Được chưa? Với tài khoản 131 thì phải thu ai thì các bạn điền một cột mã khách hàng. Đó. Và sau khi mà các bạn làm những giao dịch này xong thì tôi định khoản mẫu cho chúng ta trên cái GL này rồi. Đó. Thì khi định khoản mẫu xong như vậy rồi các bạn sẽ nhìn thấy là à, phần mềm tự động tính toán cho chúng ta được số dư trên bảng cân đối kế toán. Ví dụ đây là bảng cân đối kế toán, các bạn nhìn thấy là người ta căn cứ theo bảng cân đối số phát sinh đúng không? Để người ta lên số dư. Đấy. Thì người ta đã ra được số dư các tài khoản trên này rồi. Và từ số dư tài khoản này thì người ta sẽ ra được bảng cân đối kế toán của chúng ta. Tất nhiên nó cũng đơn giản thôi nhưng mà ít nhất thì nó cũng là tự động hết rồi đúng không? Các bạn nhập xong dữ liệu là các bạn chẳng phải làm gì nữa rồi. Phần mềm nó tự động nó link công thức cho các bạn rồi nhá. Còn tất nhiên là ai mà muốn hiểu được công thức này vì sao lại vậy thì phải có thời gian, đúng không? Nó không khó đâu nhưng mà các bạn phải có thời gian các bạn xem. Mà thực ra thì các bạn thời gian xem thì mặc dù nhìn nó rất là dài như này này, ví dụ như trên bảng cân đối kế toán của tôi nhá, thì số dòng dữ liệu nó lên đến khoảng 38 dòng. Nhưng mà công thức để thiết lập cho nó thì gần như là nó chỉ có khoảng 1 2 công thức thôi, toàn là sum if thôi. Đó. Hoặc ví dụ như trên báo cáo kết quả kinh doanh này, PL này thì các bạn nhìn thấy là người ta cũng sum if đúng không? Người ta sum if thì người ta căn cứ theo cái số dư rồi người ta trừ đi. Đấy, chứ người ta không lập bút toán kết chuyển. Nhưng mà nhìn chung thì bản chất nó cũng giống nhau thôi, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là à, như thế thì tôi đã lập được xong cái dữ liệu của báo cáo tài chính. Chỗ này lớp mình đồng ý chưa ạ? Thì nếu mà giả sử công ty chúng ta có thêm nhiều giao dịch mà khác hơn, nhiều hơn nữa thì các bạn cứ điền điền dần dần vào đây cho tôi nhá, cứ điền dần dần vào thôi. Thì khi các bạn điền vào đến đâu thì các bạn ra được cái dữ liệu kế toán đến đấy. Đúng không? Ví dụ giả sử như bây giờ bài này của tôi nhá, là trong kỳ thì công ty Gonapass này không phải chỉ bán một lần cho công ty Manabox, đúng không ạ? Mà ví dụ như giả sử vào ngày 31 tháng 1 đi. Đây, điều kế toán số 6 này. Đúng không ạ? Giả sử vào ngày 31 tháng 1 thì công ty Gonapass này tiếp tục bán cho công ty Manabox, vẫn là khách hàng đó, đúng không? Một cái đơn hàng khác, không phải là 80 triệu mà là 100 triệu đi, tiền thuế là 10 triệu. Được không ạ? Thì khi đó sau khi các bạn định khoản xong cái nhiệm vụ này thì các bạn thấy là chúng ta điền mã khách lên thì kết cục của bài tập này người ta đã trả tự động về cho chúng ta. Đó là trên bảng cân đối số phát sinh. Được chưa nhỉ? Thì tài khoản 131 lúc này không phải là chúng ta phải thu là 80 triệu ở đây nữa. Không phải là 88 triệu nữa đúng không? Mà phải là 88 cộng 110.
Đây các bạn nhìn trên tài khoản 131 này. Đúng không? Tài khoản 131 của chúng ta thì bạn sẽ nhìn thấy đây. Đúng không ạ? Thì nó sẽ là số liệu là 198 triệu, là nó là tổng, đúng không? Bao gồm có 110 cộng với 88. Thế còn thuế đầu vào thì chúng ta cũng thấy là nó như thế này. Đấy. Và khi mà chúng ta nhập như vậy thì chúng ta cứ nhập tăng dần lên thôi. Thì ví dụ như lúc sau thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta xem cái danh cái báo cáo về công nợ phải thu phải trả. Thì cái này đến cái phần sau tôi sẽ hướng dẫn chúng ta nhá. Đấy. Và như vậy thì đối với quá trình hạch toán dữ liệu nhìn chung trên kế toán máy chưa phải là phần mềm MISA đâu nhé. Thì các bạn sẽ thấy bước đầu chúng ta khai báo danh mục. Đúng không ạ? Sau khi khai báo danh mục xong thì các bạn làm đến bước thứ hai, đó là các bạn hạch toán tổng hợp. Hạch toán tổng hợp. Đấy. Ví dụ như trong cái phần mềm Excel của chúng ta, đó chính là chúng ta nhập dữ liệu lên GL. Các bạn hạch toán tổng hợp. Đúng không? Và sau khi hạch toán tổng hợp xong thì cái bước thứ ba của bạn, đó là các bạn sẽ lập báo cáo, chính là bước này này. Đó. Thì trên cái Excel này nó tự động lập báo cáo rồi. Nhưng buổi sau chúng ta học đến MISA chúng ta xem là nó lập báo cáo tự động trên MISA như thế nào. Đúng với không ạ? Nhá. Đấy. Còn hôm nay thì thực ra là bây giờ mà tôi hướng dẫn MISA nữa thì tôi nghĩ là nó sẽ bị quá tải với chúng ta. Nó hơi nhiều. Được không? Đấy. Thế thì hôm nay cái nội dung có lẽ là tôi sẽ kết thúc ở đây. Đó. Thì làm sao mà những cái bạn nào tham gia lớp học ngày hôm nay các bạn đạt được cho tôi hai mục tiêu lớn. Thứ nhất đó là nội dung liên quan đến quản lý về hóa đơn. Được chưa ạ? Thì bạn cần nắm được một số những cái quy trình cơ bản liên quan đến quá trình phát hành, lập hóa đơn và điều chỉnh hóa đơn. Đấy. Thứ hai đó là với dữ liệu liên quan đến quá trình hạch toán kế toán. Thì với những bạn mới làm sao sau buổi ngày hôm nay các bạn về đấy, các bạn hiểu được giúp tôi là à, vậy thì với tất cả những giao dịch xảy ra tại doanh nghiệp thì quy trình kế toán áp dụng chung 3 bước nó là như thế nào? Và trong cái ví dụ đó thì chúng ta biết cách là à, chúng ta hiểu chứng từ liên quan là gì, ghi lên sổ kế toán thế nào. Được chưa? Và bước cuối cùng của ngày hôm nay đó là với những cái logic về việc mà hạch toán trên giấy thế này thì trên một phần mềm kế toán nói chung, một phần mềm Excel, một phần mềm cực kỳ đơn giản thôi thì chúng ta cũng biết cách là à, các bước các bạn phải làm đó là gì ạ? Khai báo danh mục, hạch toán tổng hợp, hạch toán chi tiết, đúng không? Mở chi tiết ra và lập được một cái báo cáo tài chính tổng hợp.